Nó thức cả mọi người nhá. Này tôi lại chơi 8 trò. Chơi trò này trước này. Chúng ta sẽ đi nhặt cái này. Nào, chúng ta sẽ đi nhặt của pin. Cái con này, con cá đang đang cùng cái thầy này đang đang nhặt. Chúng ta sẽ đi nhặt của pin này tiếp. Do not return to the previous room. Let's complete Chef Dexter's mission. Chúng ta sẽ đi nhặt. Nào. Chúng ta sẽ đi nhặt 7 cái. Đây, cái thứ hai. Cái con này nó đang đi nè. Đây, cái thứ ba đây. Nó sẽ được đi nhận mọi thứ. Đây là cái đùi gà. Con kia nó đang ở đây. Cái thứ tư. Cái bánh. Nó đang nhặt cái thứ bảy bên đây. Con này nó chạy đây. Con kia nó chạy mất rồi. Chúng ta xem lại cái thẻ đây. Chúng ta sẽ mở cái cửa này. Đây là cái chìa khóa đây. Nào chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta sẽ... cái này nó có dây này. Chúng ta phải nhặt nhanh nhé. Không là chúng ta sẽ thua nó. Nó có dây. Một. Nó sẽ nhặt 4 con này. Con kia nó đang bị rớt trong đây. Cho chúng ta 2 giây, chúng ta cũng thoải mái nha. Đây, đây con thứ tư đây. Sang trò tiếp theo. Chúng chơi trò nào đấy thì này, chơi trò này thì trò bắn bắn bốn sau đi, trò bên cạnh. Chả năm chúng ta sẽ mở cái cần ra. Chúng ta sẽ vào đây gặp cái con này. Con lợn béo này. Quay lại. Nó quay lại. Nó đuổi ôi trời ơi. Nó đuổi đây. Kinh quá. Cho nó đuổi đi. Chúng ta sẽ đi mở cánh cửa này ra. Đây nó đang đứng ở sau đây.
Nó chui vào đây rồi, nó đã đứng đây rồi, nó sẽ không bắt được chúng ta nữa. Chúng ta sẽ đi lấy cái này, chúng ta sẽ nhặt đủ những cái này nha. Ồ, xong bên đây lại con lợn béo đây. Hai cái đây, bên đây cái nữa, hai cái. Bốn cái, chúng ta sẽ sang bên đây. Ồ, đây là cái khu nhà bếp. Chúng ta sẽ sang bên đây. Nhặt cái này nữa. À, chúng ta hình như đủ rồi. Bảy cái. Chúng ta sẽ lấy cái thẻ đây. À, lấy khiển. Ô, con kia nó đã chạy mất rồi. Chúng ta sẽ đi vào cửa. Đây, con lợn này nó đang dưới đây này, chúng ta sẽ ấn vào đây. Chúng ta sẽ đi sang bên đây. Ồ, đâu rồi? Ồ, đây. Chúng ta sẽ chạy nhanh. Chúng ta tưởng nó không mở ra. Chúng ta sẽ sang chơi.
Ban phần 3. Mình nhảy qua chỗ con chim rồi hả? Ừ, đã xong rồi. Ba ba làm việc cuối rồi. Đéo biết mình nhảy cầu gì ấy. Anh phát nó tưởng lên đứng. Có hôm nhảy đéo được. Nhảy phát bị nó tóm. Ta thấy nó nhảy nhảy lên. Cũng nhảy như thế. Nó không núp được. Mãi sao mới được. Bắt đầu mình cứ chạy vòng quanh để nó đuổi đây. Không nhảy được ấy, cứ chạy vòng quanh nó đuổi. Chúng ta bị nó bắt. Thôi cho nhiều thắng là cho nó thua ván đi. Chúng ta chơi giờ cho thứ tự. Chúng ta lại vào đây. Ô chỗ này chúng ta lại phải đi lấy những cái này rồi. Chúng ta xem. Đây chúng ta sẽ ăn vào đây chúng ta chọn. Chúng ta sẽ xem nó có thiếu cái gì không. Vận đủ sang bên này. Vận đủ không biết còn thở ăn vào đây. Chúng ta sai rồi. Chúng ta lại phải ăn nặng. Sinh ở đây. Rồi chúng ta lại ra xem tiếp. Chúng ta
không thấy mất cái gì mà biết. Ta ra xem. Ồ, con xa này. À, xa nằm ạ. Trong cái nhà này nó nhiều thứ mình nhớ nhớ được hết. Với cái gì con ăn nó vẫn đủ đây. Đấy, trong cái bàn ghế này có gì không, nó vậy vẫn thấy đôi đủ đủ hết mà. Thử phát đủ xem nào. Quay con trong mẹ trong này đi, quay đi. Thì cho nó xong cái cửa này đi. À đây. Cây. Mày nhìn cái gì mà cây? Okay. Mất cái ấy đây, mất cái ấy đây đây. Bàn đây đây. Siêu. Mất cái bàn ấy thì là chẳng lẽ cái cây đấy. Nó là trong ô đấy nó. Nó mất cái bàn này nó. Mất cái cây, mất cái ghế này, đây đủ hết mà, chỉ còn bên đây là mình nhiều thứ mình đã nhớ được, để biết nào, cái ghế này nó có cái gì, không, mất cái này này, toilet, toilet, đó, nó mất cái hết lọ ra đây rồi, này, cái lọ này còn lâu, nó, mất hết lọ rồi á, nó có lọ đấy, hình như, ra để ý cái lọ đây. Nó đã chưa cái này, hình như cái này vẫn đủ đấy, nó lạch sang đây này, cái hộp này đầu tiên là nó trong đây không có, nó lạch này đúng không, cái này nhanh hộp à, cái này gọi là gì, hộp ấy đây. Ừ. Hộp đấy, cái hộp này xem thử đúng không, ta thấy nó mất hẳn cái đấy mà thấy à, lúc nó mất hẳn cái đi chồng ấy đi cơ mà. Nó không hết được lần. Nó chỉ mất thôi gì, nó không sợ tay được gì. Đây đây. Vẫn còn. Vẫn còn đây đây, mất đây. Đấy, nó mất đi luôn. Đây, ta đây giờ mới là mất cái hộp à. Nó mất hẳn luôn rồi. Còn lần nữa. Vẫn mất cái đấy, nó trong cái nhà kia mình theo để ý nhiều cái nó còn lần nữa, vẫn còn nữa ba phát rồi mà còn lần cuối cùng này thôi, ta thấy mấy phát đúng rồi mà đúng nhưng mà ba lượt làm lại mà. Ừ. Cái này chưa mất lần nào. Đây, nặng mất cái hộp. Nó phải làm đã, anh thấy một đố. Đố lần được, mình đã đố ba lần đi trò này. Có người nó nhầm. Nó mở quá. À, chưa à? Còn ai phát nữa? Đó, cái... Nhiều phết đấy. Đấy đấy. Thế mà nhiều người cũng vẫn thua bình thường ấy. Ta còn thua. Mất được hả? Mất đâu. Còn đây. Hôm nay thấy cái hộp nó dài lên mà. Đủ đấy. Nó chỉ ở trong đây thôi. Mình đã hết chuyện. Thế mấy kệ này có cái hộp gì không? Theo nhìn theo theo của. Đây mất rồi, mất. Cái này vẫn mất rồi. Đấy, cái kệ này, cái ghế này, cái ghế. Cái ghế bây giờ nó còn trên như này, vẫn khi nào mất thì biết đây. Mất cái ghế đâu.
là cái ghế đâu, Toilet. toilet ạ. Nếu mình đã để ý cái toilet kia có gì ở trên không? Có, nó có còn phát cuối cùng. Xong tiếng nhỏ á. cái ván này cho nó để ván sau quay này đi, Quay thì đằng nào chẳng ván sau nó chẳng quay lại thì được con ván đấy đi. vẫn Nhưng được mà đi phải kia. chơi thắng, chơi hẳn, chơi chết đi thì mới quay được chứ. Thế cho nó chết luôn đấy nhá. Thế đấy thì để cái vườn nó tí ra xong rồi chơi Ừ, luôn. thì bảo là cho quay quay như mình không thắng đúng Mà thắng được không? không? Thắng thế nào được ra cái cửa kia. Thì mình về thắng tí nữa thì mình đổi. Vòng vòng nó tí Thế quay trò này đầu tiên nhé. quay lên đầu tiên một cái cả Đâu rồi? Ba cái bốn cái này không? Cái trò này nhạy thế. Cái trò này kìa, con này đây. Cái trò này tí thì ăn nó bớt nhạy đi nào. Rồi chúng ta sẽ đi nhặt cái thẻ, tìm cái thẻ ở trong đây. Nó ở đâu? Nó đuổi. Chỗ này nó nhẹ quá. Không thấy đâu. Ta sẽ đi tìm. À đây rồi. Chúng ta sẽ đi ra, đi lên trên này. Trắng. Con này con hệt đỏ xong. Xanh. Còn xanh nữa. Này màu hồng. Giờ sẽ mở cái này ra. Chúng ta sẽ sang trò chơi. Thứ sáu.
sẽ xem lại để cho đuổi. Strange visitor. It's been a long time since anyone came down here. Hope this trip will help something. But don't mess things up. I've had enough trouble this time around.
chúng ta thôi. Chơi cái trò này bắt đầu nó còn dễ, mấy hôm thắng rồi mà, hôm qua thắng rồi. Nhưng mà nó cứ đang chơi nó lại giật giật. À cái đoạn này ấy à. Đoạn này là đoạn đấy. Thế cái cửa này chỉ có hai cửa thôi đó. Cái trò này something bad happens. Do you already have a drone? Remember to make sure you have enough batteries for it. And remember these round buttons. Hitting it with a drone will open a door or activate something. Give it a try. A police officer needs to carry a lot of equipment to be ready to participate in all missions and to avoid these buggy versions of Opala Bird going crazy. They are trained to assist the police, but if you are not fully equipped, they will not consider you a police officer and will attack. Don't forget that. What? Hey. Hurry up and get enough equipment for yourself before I return. We still have a lot of work to do. Có cho nó bắt không? Mày thích cho nó bắt mà. Hay là thắng? Ồ, chúng ta sẽ lấy kia đấy. Kia đấy.
ta sẽ qua đây đánh nó cho em này. Trường nữa. Nó không bắt được một tí là sao rồi. Lấy đủ hết rồi. À còn cái đầu tay. Còn hai cái đầu tay nữa. Good job. At least in terms of type is enough, but the quantity needs to be tested to know. Đến nó bắt luôn.